Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị một sản phẩm ký gửi mới, tọa lạc tại ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vị trí bất động sản ngày hôm nay nó là một dẹp của con đường nhựa Gò Hưu đang là thi công làm đường quý anh chị nhé. Lô đất của chúng ta là ngang 5m và dài là 30, tổng diện tích là 151m², đất thổ cư 100% sổ hồng riêng có sẵn. Lô này có hướng đông cho nên anh chị mình xây nhà để ở thì khá là mát mẻ. Lô này thì nó hơi trũng, anh chị mình mua lô này mình san lấp tầm khoảng 30 triệu là xong anh chị nhé. 30 đến 40 triệu cho cái vị trí này san lấp. Nó mới mưa cho nên nước chúng ta nhìn nó giống như là dâng lên cao. Nhưng mà ở đây người ta xây nhà rất là nhiều, dân cư cực kỳ là đông đúc. Nó là một dẹp của đường nhựa Gò Hưu. Ở đây xây phòng trọ cho thuê cũng khá là đông. 5 dài 30, tổng là 151m². Lô này có giá là 1 tỷ 720 triệu, còn thương lượng nhẹ bao tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên. Và bây giờ thì em sẽ chạy từ vị trí lô đất đi ra tới chợ Mỹ Hạnh Nam cho anh chị mình xem tham khảo khu vực này như thế nào nhé. Ở đây thì đường xá chưa có làm xong cho nên là trời mưa xuống nó rất là lầy lội. Dân cư ở đây khá là đông đúc, đường xe hơi, xe tải, xe công nông là ra vào thoải mái. Với video ngày hôm nay, anh chị nào quan tâm đến khu vực ấp 12 xã Mỹ Hạnh Nam thì hãy gọi cho Biển Xanh qua số hotline 037 730 4018. Em sẽ dẫn anh chị xem đất và tư vấn nhiệt tình. Ở khu vực Mỹ Hạnh Nam này thì nó rất là đông đúc nhà cửa dân cư. Người ta tập trung về đây sinh sống khá là đông bởi vì khu này đang rất là phát triển. Đường xá, hạ tầng giao thông cũng được nhà nước quan tâm chú trọng. Rồi các cái cơ sở vật chất khác, nhiều tiện ích khác như là ủy ban xã, trường học, trung tâm y tế, bệnh viện. Nói chung là khu vực này thì nó có đầy đủ hết rồi. Chính vì thế mà dân cư người ta tập trung về khá là đông. Ở đây thì có khu công nghiệp Hoàng Gia nữa quý anh chị nhé. Khu công nghiệp Hoàng Gia Xuyên Á. Và đây chính là con đường nhựa Gò Hưu. Con đường này thì đang được thi công làm đường. Đường nhựa Gò Hưu này nó thông về tới đường tỉnh lộ 10, khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức. Chúng ta đi về thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ rút ngắn con đường rất là gần khi mà con đường Gò Hưu này làm xong. Đang được thi công cho nên rất là lầy lội anh chị nhé. Chạy thẳng về phía trước thì sẽ là khu vực chợ Mỹ Hạnh Nam, ủy ban xã, trường học. Và chúng ta đi tìm mua bất động sản ở cái giai đoạn đường xá còn đang làm chưa có xong như thế này. Mình mua bất động sản xong và đến khi mà đường xá làm xong rồi thì cái bất động sản của chúng ta nó sẽ tăng giá. Vị trí ngày hôm nay thì gần ngay trục đường lớn, đó chính là đường nhựa Gò Hưu này đang thi công. Và con đường này thì nó thông về tới tỉnh lộ 10 luôn, ra tới khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức anh chị nhé. Ở đây thì có chợ Mỹ Hạnh Nam, ủy ban xã, trường học, bệnh viện Hàn Quốc. Và chạy ra phía trước mặt nữa thì chính là con đường tỉnh lộ DT824. Chúng ta tìm mua bất động sản ở những cái vị trí mà gần trục đường lớn thì sớm muộn gì tương lai cái vị trí bất động sản của chúng ta mua nó cũng sẽ tăng giá anh chị nhé. Và lô đất ngày hôm nay là 5 dài 30 hướng đông, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, giá là 1 tỷ 720 triệu, còn thương lượng nhẹ bao tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên. Quý anh chị mình quan tâm thì hãy gọi cho Biển Xanh qua số hotline trên màn hình. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.